6 xe máy ở phía trước tổng đài. Gần kịp thời ta di chuyển khoảng 5 mét để đảm bảo cho vận viên thi đấu không bị ảnh hưởng. Anh em vì một số xe máy phía trước ở phía trước tổng đài ở bên chỗ anh Huy ta di chuyển lưu khoảng 5 mét để đảm bảo các em thi đấu không bị ảnh hưởng đến chất lượng. Cái nhớ xúc bắn lên. Cái nhớ giữ bắn. Rồi quá, chìm quá hay luôn. Rồi phạt đi rồi ơi. Rồi bên tay rồi. Một quả bên tay. Một thẻ vàng. Rồi. Bên tay. Không vô. Chết Sophie. Hay quá. Rồi lên. Bắn ra ngoài rồi. Đụng tay. Cầu thủ cá nhân bị đụng tay. Đúng rồi, lắp anh luôn. Một quả đất ạ, đỏ phọt cho đôi. Đợi vật ra. Vô thẳng luôn. Vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi, có người đây ơi. Nô trả lên. Trả nó đưa chứ. Quốc nô số 9 Hoàng Sơn. Hồng Tây số 45 Hoàng Sơn. Rất tiếc không vô. Đúng, lắng như thế, đúng, trên luôn. Số người. Vô. Phải nhờ. Ghê sợ. Rồi. Quá đưa banh đẹp luôn. Rồi, con trang. Xuất sao không được. Vô. Còn khác dành cho Phái Như. Tóc kết rồi, mà nuôi cho con.
Xếp mù. Anh nhờ nó giữ bạn. Ở băng tre giữ bạn. Vô. Anh vô rồi chứ. Vô rồi. Vô rồi. Ui. Vô bắt đầu chứ. Thế sự. Trước thôi đợi đó sang bầu gạn thôi. Ừ, đó giờ đây. Đó sang bầu gạn rồi đó. Thôi chúng ta đề nghị quý hướng dẫn và đồng viên chúng ta duy trì cho đốt đồng viên quy định bao chút. Thôi nữa đề nghị lực lượng công an chúng ta làm nhiệm vụ để bảo cho quá vô lắm. Thả lưng tí ơi. Vô. 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 À quá. Ú đập. Bét vô. Đồ giữ banh dữ quá. Ồ xếp trúng bé. Trời ơi. Đó ngon rồi. Đi luôn. Rồi quá vô. Giải quá. Giải quá. Đù, không được. Đi quay. Oh, rồi quá. Rồi quá. Bắn ra giữ banh 25. Ồ, rất hay luôn. Giải đưa đi trời ơi. Đi đâu thế? Rồi rồi anh nói vậy. Vô. Vô. Ha ha đầu đi căng quá đó, không án mà không sướng. Em làm miếng gạo chứ. Ok, đói chống lạnh hả người đó vậy? Gì cho đi. Không chứ. Phọt ra. Đừng nhào đi đó. Rồi, vô đây, vô đây. Văn trà. Sút. Ồ. Còn đứng. Lên. Rồi quá. Rồi Văn Tre giữ bàn xuống. Xuống lên sút. Thế. Xem trên chết gì. Thấy vậy. Thế nào? Thứ hai. Kết quả đồng thời trong trận đấu thì một điều đề nghị các vận động viên chúng ta hỗ là giữ sân và không vào ngoài sân. Và tất cả các vận động viên thì bị chúng ta không vào sân. Thì đồ đó bên bên tây giữa Văn Tre và Cá Nhân một đều kết thúc hiệp một đều.